máy kéo gom lúa xong cái miếng ruộng này các bạn ơi. Rồi chuẩn bị để chạy lên cái vỉ cầu các bạn. Cái cầu lúa này chở rất là nhiều ha. Lúa này chở 7-80 bao các bạn ơi. Cầu này mà không qua vỉ cầu là chở dữ lắm trời. Rồi nay mình chia sẻ với các bạn là máy DC93 các bạn ơi. Máy này lên hàm 95 các bạn. Tôm nuôi cua không các bạn ơi, lên vuông nè. Thì mình gặp máy DC93 đang thu hoạch. Nay thì mình sẽ chia sẻ máy DC93 ha. Rồi máy chạy vô chữ cù các bạn ơi. Còn mấy cái trầm lúa trong này nè. Xử lý xong cái cù hiện giờ đang di chuyển lên các bạn ơi. Này di chuyển lên cái cây cầu Bắc An Lương đó. Rồi chắc chạy ra đầu ngoài cắt nữa. Sau khi đã chạy lên thì phải đợi chiếc máy kéo gom lúa xong hết rồi mới máy kéo chạy vô mới ra rút vỉ cầu để bắt qua miếng ruộng mới các bạn ơi. Bây giờ lúa không chứ thì người ta bán không đi rồi. Ừ, lúa mẹ. Có con không quá dài.
mấy anh mới kéo gom lúa xong cái miếng ruộng này các bạn ơi, rồi chuẩn bị để chạy lên cái vỉ cầu các bạn. Cái cầu lúa này chở rất là nhiều ha. Cầu lúa này chở 70-80 bao các bạn ơi. Cầu này mà không qua vỉ cầu là chở dữ lắm, chở theo mấy 93 mới. Rồi chạy vô trong nhà chắc lúa nha các bạn. Kéo di chuyển ra nữa các bạn ơi. Đi máy ra đây xe 93 gom lúa kéo liên tục. Đây là lúa ngoài đồng nằm lợm này. Qua vỉ cầu nữa các bạn. Ngoài này vuông tôm có mấy căn nhà nhỏ nhỏ này dòm rất là đẹp luôn các bạn. Nhỏ nhỏ chứ trong đầy đủ tiện nghi chứ nha. Có kéo điện ra tới vô luôn rồi. Đã lội xuống ruộng rồi quay cái góc này thì mình thấy cái máy chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Thấy lên xuống ngày trở lên quận nữa thì xong miếng ruộng các bạn, còn 4 công nên kéo lên cũng gần xong luôn rồi. Vô chuyến này là mất 2 chuyến nữa mới xong rồi. Đây đây còn đống lúa bự quá. Xử lý cái len cuối luôn các bạn ơi.